Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Mới hôm nay mẹ lên máy giặt cho các bác đây. Bắt đầu từ ngày kia là bắt đầu nhà em lại dọn lại máy giặt cho các bác, thì máy tiếp tục lại về cho các bác, về ba la VIP cũng như là tô VIP cho các bác. Thì các bác theo dõi đón hộ kênh nhà em nhé. Thì hôm nay em tranh thủ em quay trước cho một bác khách, bác lấy con 7.700 ở nhà em. Đây, máy thì em quay qua cho bác một lần cuối và giặt một lần cuối, buổi chiều nay em sẽ ship cho bác. Máy thì nói chung là led căng rồi. Đấy, còn máy cũ thì không thể nào tránh được sức sáp nhẹ, thì không thể tránh được. Nhưng để một con máy tương đối như thế này thì nó đẹp, sắc nét rồi. Đấy, em đi sâu vào vách nhá. Đây, đây là vết bẩn này. Đấy, máy thì nó ế tay chân em bẩn, đấy, kéo vào. Máy con này thì nhà em ế 2 tuần nay không bán được luôn. Tự dưng máy giặt nó im. Đấy, chắc là máy VIP nó hết rồi cho nên là không kéo được những con máy cỏ lên. Thì buổi ngày, hết ngày mai em dọn điều hòa. Cho lên trên này xong cái bắt đầu là em cho thợ lột quần máy giặt luôn. Đấy, máy tô VIP và ba la VIP. Đấy, rất mong các bác ủng hộ kênh nhà em. Đấy, bác cần má nào thì bảo với em. Má 98 này, 99 này, về rồi là 88 này, 89 cũng đang về rồi. Thì còn tầm là ngày mai hoặc ngày kia là về đến nhà em rồi. Đấy, má 88 và 89 rất là nhiều luôn nhá. Đấy, các bác cứ đặt mua thoải mái luôn. Đấy, đợt này em về là 32 chiếc, má 88, 89 và 98, 99. Tức là chỉ có 4 má rồi nhưng 32 con, muốn loại là rơi vào tầm 8 đến 10 con. Đấy, thoải mái cho bác mua. Đấy, em xin phép em quay lại vách này lần nữa cho bác ấy nhá. Đấy, em quay vào tem đây. Đấy, đát 2017. Đấy, đúng lỗ xả cho bác luôn. Đấy, bác yêu cầu lỗ xả bên phải. Thì cái này nó chuyển được 3 lỗ thải nha. Một lỗ này và lỗ dưới này và đằng sau này. Ở bên này cũng vậy. Bên này nó chuyển được một lỗ này này, một lỗ đằng sau này. Đấy, và lỗ sau gầm nữa. Tức là nó chuyển được rất là nhiều lỗ, thoải mái các bác, chuyển lỗ nào cũng được. Đấy. Đấy, bác nào cần những cái má dọn sẵn rồi thì cứ bỏ mấy em nhé. Còn má VIP thì cứ bỏ mấy em. Nhà em có 85, 87 này, 85 này, 86 này, 77 này. Nói chung là nhiều má lắm, bác nào lấy má nào thì bỏ mấy em nhé. Từ dòng bình dân 12 triệu đến dòng cao cấp vài chục triệu cũng có. Đấy, thoải mái các bác lựa chọn. Đấy, và em hướng dẫn qua dụng các bác luôn. Máy thì con em đã cài đặt các chế độ rồi. Đấy, sẵn rồi. Đấy, và cài đặt chế độ giặt xong tự động nó sẽ vệ sinh lồng. Đấy, cài đặt xong vệ sinh, tự vệ sinh lồng. Thì các bác để ý hộ em là máy nó sẽ hiện các cái thông số ở đây. Thì mình nói chung là các bác cũng không cần phải sờ vào đâu. Đây là chế độ tự vệ sinh lồng này. Đấy, thì bọn em đã cài đặt sẵn hết cho các bác rồi. Đấy, rất là tiện rồi, các bác không phải sờ vào nữa. Đấy, nhiều bác cứ hỏi mấy em là dùng máy giặt Nhật này thì có tốn điện tốn nước không, thì cũng trao đổi với các bác luôn, là tốn điện nên thì nó không tiết kiệm điện hơn máy Việt Nam đâu, bởi vì là nó cùng dùng công nghệ in như nhau. Thằng nào nó dùng ít ăn ít thì nó giặt yếu hơn, thằng nào nó dùng nhiều ăn nhiều thì nó khỏe hơn. Chứ ổ máy giặt Nhật tiết kiệm điện hơn thì không quá đâu, chỉ có mấy bố nó phép vậy thôi. Nhưng nếu mà so với máy giặt Nhật này nó giặt nhá, hàng tiếng đồng hồ này so với máy Việt Nam giặt 30 phút là xong rồi. Đấy, các bác hình dung là vậy. Đã chơi đồ Nhật đã bỏ ra mười mấy 20 triệu rồi thì các bác đừng tính như chuyện nước lon với em làm gì cả, và cũng đừng tính chuyện điện làm gì cả, bởi vì con này nó giặt phun tưới, giặt xả, nó nhiều chế độ giặt lắm, bởi vì là để thế của nó mới sạch được. Cho nên là các bác dùng cái máy giặt Nhật này, cái điều bác quan tâm nhất đến là giặt có sạch không, độ ổn định có cao không, chứ đừng hỏi em là có tiết kiệm điện hay không, hay có tiết kiệm. Đấy, chứ các bác đừng hỏi em là có tiết kiệm điện hay không, tiết kiệm nước hay không nhé. Máy giặt Nhật này muốn là nó bơm, con này nó giặt xả tưới lại cả xả tràn nữa, một lần nó giặt vào nó phải gấp đôi con máy giặt lồng đứng thường ấy, phải gấp đôi đấy chứ không hề kém đâu. Bởi vì là trong quá trình nó giặt, lúc đầu nó giặt ít, rất ít nước thôi, nhưng trong quá trình mà nó chuẩn bị nó giặt rú ấy, nó rú hết xà phòng lên bên ngoài, xong bắt đầu nó lắc lồng đấy thì là nó tưới khá là nhiều nước ấy các bạn. Bác nào kết chiếc này thì cũng alo cho em nhé. Hiện tại má 7.700 này em vẫn đang còn nhé, em còn cả 76 này, 77 này, 78 này vẫn còn nhá. Đấy, các bác lấy thoải mái luôn. Đấy, em chào các bác nhá. Em bán cho bác cái chiếc này là 17 triệu. Đấy, chưa bao gồm đổi nguồn. Còn có đổi nguồn thì là 17 triệu. Đấy, bác nào mà đang kết cái má này thì nhấc máy lên alo cho em. Đấy, dòng này thì nó là bình dân thôi. Đấy, bình dân nhưng mà chức năng nó không thua gì những con máy đời cao như con 87 cũng không thua. Đấy, nó chỉ thua con 88, 89 là cấp nước xà phòng tự động thôi. Đấy, và hiện tại thì cái lối cấp nước xà phòng tự động ở về Việt Nam mình nó cấp rất là ít. Thì đợt tới này em sẽ kiếm một con nào nó vỡ thì em sẽ thí nghiệm một con để em nghiên cứu cho cấp nhiều xà phòng hơn, bởi vì ở bên xà phòng bên Nhật nó là xà phòng xịn nên nó cấp ít lắm.
còn ở Việt Nam mình thì giả phòng nó chưa được tốt nên là cấp chưa đủ lượng giặt. Thì cái lối đấy sắp tới em sẽ nghiên cứu sau. Đấy, thì hiện tại thì những cái má này thì nó cũng giống những cái má đời cao, chả khác gì cả. Ở đây chỉ khác nhau là cái bộ bàn phím thôi, phím cơ thì nó yên tâm hơn. Đấy, có dùng thì không có suy nghĩ gì. Đấy, bao lấy thì alo hai số lại nhá, 0377 99 6066 0975 360 433. Em chào bác nhá.